Alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái banner như thế này. Và phần mềm mình đang dùng là Photoshop CC 2018 nha. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file new, chúng ta tạo một file mới. Ở đây thì mình sẽ đặt kích thước cho nó là 1920 nhân cho 650. Cái này mình sẽ cho nó lên là 300. Chúng ta nhấn click. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file play, các bạn cho cái hình nền của chúng ta vào, các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên, và sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Và ở đây thì opacity thì mình sẽ giảm xuống còn 50 thôi. Đó, chúng ta nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho cái hình này vào, rồi các bạn cũng ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Tiếp theo thì các bạn vào file Play, chúng ta cho cái hình này vào. Rồi các bạn có thể ấn giữ phím Shift Alt này, phóng to nó lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Các bạn cho hình này nó xích lên chút xíu. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào file play, các bạn sẽ cho hình trái cam này vào này. Đó. Mình sẽ ấn giữ phím Shift Alt này, phóng to nó lên chút xíu này. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Ở đây cái hình phía dưới này này, mình có thể nhấn Ctrl T và mình phóng to nó lên chút xíu nữa. Đó, nó như thế này này. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Cái này thì mình sẽ cho nó ra đây chút xíu này. Rồi đây thì các bạn click file cho các bạn chọn Blending Option này. Trong cái mục và Drop Shadow này này. Thì ở đây thì các bạn sẽ cho nó là màu cam này đi. Đó, cái này thì cho nó là 80 thôi. Cái này là 120. Cái này thì mình sẽ tăng nó lên này. Đó. Sau đó thì mình sẽ nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn vào file play, chúng ta sẽ cho hình này vào. Rồi các bạn nhấn Enter và các bạn cầm cái bàn kéo nó xuống phía dưới này này. Đó. Rồi tiếp theo thì mình cũng vào file play và mình sẽ cho cái hình này vào này. Các bạn đưa nó vào đây nha. Rồi chúng ta ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta bóp nhọn nó lại. Các bạn đưa nó vào đây. Đó. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghi nội dung vào. Đầu tiên thì các bạn dùng Tile Tool này, các bạn sẽ ghi nước cam. Đó, các bạn ghi nội dung nó như thế này. Và các bạn click file chuột, các bạn chọn Blending Option này. Trong cái mục Gradient Overlay này thì các bạn sẽ chọn màu nó như thế này. Đó. Rồi cái này cũng như thế này. Chúng ta nhấn OK. Rồi cái thằng Bevel này này. Đó, thì các bạn sẽ cho nó màu nó như thế này. Và các bạn sẽ cho thông số nó như thế này. Rồi còn cái này nữa thì ở đây thì các bạn sẽ cho cái này nó về là không này. Rồi cái này là cho lên 100 luôn. Ở đây thì mình sẽ click, mình sẽ chọn màu này. Đó, nhấn OK. Cái này thì mình sẽ cho nó là 50. Cái này là 10 thôi.
Nhiều đây này. Sau đó thì mình sẽ nhấn OK. Rồi tiếp theo thì các bạn dùng thằng router Rectangle Tool này. Ở đây thì cái radius các bạn cho nó lên là 30 nha. Và chúng ta vẽ một hình chữ nhật như này. Có vào góc như thế này. Đó. Ở đây thì mình sẽ tô cho nó là màu này luôn. Ta nhấn OK. Rồi viết trong thì các bạn ghi cái chữ là bổ sung vitamin C này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn lại cái phông chữ cho nó này. Đây thì mình sẽ chọn phông là đây mình sẽ chọn phông này nha. Màu thì mình sẽ cho nó là màu trắng này. Đó. Các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta bóp nhọn nó lại. Bạn đưa nó vào đây này. Chúng ta nhấn Enter. Ở đây thì các bạn có thể ấn giữ Shift chọn hai cái này này. Ở đây thì nó có cái căn đều cho mình này. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn Ctrl G để chúng ta gộp nhóm nó lại. Và bên dưới thì mình cũng sẽ dùng Titan và mình ghi cái website của mình vào. Đây thì màu thì mình sẽ cho nó là màu đen này nha. Đây thì mình sẽ chọn lại cái size cho nó là 8 này. Đó. Cái này thì các bạn tắt cái này đi. Đây thì mình sẽ chọn cái phông này nha. Rồi tiếp theo thì ở đây thì nó có cái chữ này này. Các bạn cũng phải dùng tay tool nha. Các bạn ghi nội dung vào. Đó. Các bạn cũng sẽ chọn cái phông chữ cho nó là đấy, phông này này. Cái màu thì mình để màu này luôn. Các bạn nhấn Ctrl T, các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Và ở đây thì mình đích phải chuột mình chọn Value Option này. Trong cái mục trốc này này thì mình sẽ cho nó là màu trắng này. Cái này là Outside này. Cái này là 8 nha. Và cái thằng Gradient Overlay này thì mình sẽ cho nó thông số màu nó như thế này. Đó. Rồi các bạn nhấn OK. Tiếp theo thì các bạn click chọn Tile Tool và ở đây thì nó có cây ta nhấn OK này. Nó cây tạo cái chữ nghệ thuật cho mình này. Ở đây thì mình sẽ dùng cái này nha. Ở đây thì mình sẽ ghi nó là 40 này. Ở đây thì các bạn chọn cái nào tùy ý các bạn nha. Đó, thì ở đây thì mình sẽ chọn cái này nha. Nhấn OK. Các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn click chọn cái layer đầu tiên này này và ấn giữ phím Shift chọn layer này. Và ở đây thì các bạn click vào đây thì nó sẽ tự động căn đều cho mình.
Rồi như vậy thì mình đang hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái banner như thế này. Thì nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.